Mọi người có nhu cầu mua Free Fire, thử một like kim cương, quay tay nhận ngàn quà khổ và nhiều phần thưởng khác chỉ với 25k. Mua nick Free Fire giá rẻ chất lượng hãy đến với shopanhfor.com. Chúc sinh chúc mọc đầu đình, đến nay sao vẫn một mình nhỉ? Ok, và xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với cái channel của mình. Và ngày hôm nay thằng hai dụ đã trở lại anh em à. Mặc áo đá banh nó cứ chia sắp kiểu mình không quen thôi. Mình kiểu mặc áo không chia đất sắp. Từ, có nào. À, hello anh đầu thỏ. Anh đầu thỏ làm cái trò gì đây? Sao lại định mệnh thấy mình sóc đầu quay lại ngồi rình rình anh em à? Em hiểu kiểu gì? Rõ là mình định mệnh chạy ngang qua trước mặt mà anh ấy ngồi anh rình rình cái gì không biết anh em à. Uầy, nhà ma này có cái X18 cả sub cool mà. Chắc nay mình gọi là chơi combo X18 là sub cool luôn nha anh em. Ơi, đây con nước giáp này. Thằng trước kia đấm gạ gì đấy? Má nó gạ hai dụ này em, tắt bét đi đã. Mẹ mình chưa phản xạ lại đi. Thằng chắc tính cho đồ này, làm sao? Gạ tiếp áp tính làm gì? Mình chưa đủ múa quạt. Ừ, được đấy. Múa quạt với hai dụ này. Thôi đi. Ô, có người trước mặt anh em, thằng này làm gì đây? Hello. Ê, ui, đâu ra sau lưng đấy? Mẹ, cà kìa này. Ui, thằng niên đứng sau lưng cà kìa, thằng hai dụ già cái kết anh em à, bé cái đầu tiên liền anh em. Tưởng bây giờ còn thằng bên trong không nữa. Ui, thằng gà tiếp áp này nó lại còn đi theo mình, nó cơ khó chịu thế thế nhở. Ô, bóng keo đây. Cái đệt nó nhặt của mình luôn đấy anh em à. Cay thế nhở. Thôi từ, mình vô mình sửa thằng trường học luôn. Á, à, đang tính nhặt quả keo vậy, nó trông mình luôn ạ. Vãi hồi thật. Thằng trường học nó ra ngoài này. Á, à, hello anh. Đi đâu đấy? Ui. Á, à, tí đi toàn anh em mà. Thế yếu nào mình đứng gần mình vút vãi không lên được cái đầu ta. Má tí là kia nó két. Ơ, mẹ. Sắc này có ba lô ba, nó hốt luôn cái ba lô ba kìa anh em. Đệt. Éo hiểu kiểu gì. À đây, nó cho mình keo, được. Không lấy tạm bao đồ bà, cho mấy gậy liền. Như thôi anh em. Này, thằng này cứ đi theo khó chịu thế ta. Ô, cái gì đấy này. À, khi cậu, ui, bốn quả keo, tự dưng có bốn quả keo xài anh em mà. Nó lại hợp lý luôn. Tự dưng, ủa mà cái cầu này nó rơi đâu xuống người ta. Xem cái xác này. Ui, được một quả keo này. Thanh niên cả khịa mình em à. Quay lại vút bổi bể cái đầu ti liền. Nay mình sẽ gọi là chơi combo. Ui, cái bo này ở đây mình không có cái dù lượn đâu ta. Bắn đổ sang này đi đã. À, ra đây kiếm dù lượn anh em. X4 này. Được nhận quả lựu đạn đã. Chắc lẽ mình phải lấy con xe zip này mình chạy phi đi luôn anh mà. Phi luôn ngắt đuôi cái thằng tiếp áp này. Không cho nó đi theo. Tưởng nó bắn mình anh em à. Thôi đi. Ngày xưa cái đẹp thằng này nó mò xuống đây nhanh thế anh em nhờ. Mình xuống đây mình kiếm dù lượn cũng không xong anh em à. Khả năng nó biết kịch bản của mình rồi. Đây là khả năng là một thanh niên là fan cứng anh em à. Biết kịch bản của mình là sau khi cổng trời là tất nhiên là phải xuống khu dân cư rồi anh em. Vãi Hà Nội thật, nó đu cáp xuống đây nó kiếm luôn anh em. Khó chịu thế nhờ. À, cái bo này còn 24 người nữa anh em à. Bây giờ mình tranh thủ mình đi kiếm dù lượn nữa. Có nào cả kia bên. Ui. Á, cái ngọn cây tưởng thằng nào có dư lượng nó bay lên nóc trường học anh em à. Nó bay lên nóc trường học. À mà nếu mà nó bay lên nóc trường học. Ui, đây. Á, em phải. Ui. Cái để thôi núp vào đây anh em, núp vào đây. Từ. Cho thanh niên này gọi là cả khịa thanh niên trên đồ đi. Cho hai thằng bắn nhau anh em à. Hợp lý bắt. Ôi, cái đọc kết của rồi một là số. Ui. Đặt keo. Thay mình sẽ đặt tên cho thanh niên là Dàn An Lử. Dàn An Lử đang solo với một thanh niên trên đồi. Dàn An Lử đang có một pha gọi là sấy AR chứ tự. Ui, đặt bom keo cực kỳ chuyên nghiệp. Có vẻ là Dàn An Lử đang bị mất máu khá là đau. Bây giờ Dàn An Lử đang quay tay, đối phương đang cố gắng tích cực phá bom keo. Có vẻ như là Dàn An Lử bị ăn đạn vào đầu rồi. Không được rồi, đối phương đã đặt bom keo công lên. Một pha khó đấy. Thôi mẹ. Có khi nào nó câu lên mình đứng đây mình chết oan không anh em? Thôi. Ui, tôi còn có lựu đạn kìa. Ha, sợ hai thằng bắn nhau mà mình chết oan lắm anh mà. Từ từ. Cho là câu nhau đi. Ô, thằng kia cầm sắp cuốn đẩy lại kìa. Ui. Luôn về đất sắp luôn về đất. Ê. Bắn
bắn nhau đi. Bắn kết hệ đi chứ. Ui giời ơi. Ơ à, thằng này nó cũng nghe thôi, thế mình được nghe. Nghe thấy này. Ấy trời, hết mẹ đạn rồi. U thôi, nó vào sau lưng mình. À. Mày dám giết giặc AL hả mày? Trời may quá. Các bạn nhá, bạn giết giặc AL thì đỡ, bạn đỡ đi theo mình ấy mà. Nó lại hợp lý luôn này. Có quả thính này anh em. À, bây giờ không có nào ta. Bo thì nó về khu dân cư này. U phóng lựu. Uầy. Ê. Thôi nay mình đổi ý anh em ạ, nay mình sẽ bắn lại phóng lựu với là X8 nha anh em. Hợp lý vãi nồi ra. Cái đạn phát. Mà bây giờ cái bo nó về khu dân cư này. À, tiếc là giờ không có cái dù lượn nào để mình bay lên cái nóc biển quảng cáo anh em à. Để nó thu từ từ, mình vô UAV xem có ai không đã. Không có ai hết, cái bo này nếu mà nó thu về từ thung lũng thu lên thì mình chắc lẽ mình sẽ phải cam. Bo á đây. À. Phát hiện chuối lạc liền game. Từ từ. Một chấm đỏ hình như nó tính trở lại ăn thính này. Đâu rồi? Ở đây. Ngay gốc cây. Hello anh gái. Úi. Ơ, thôi. À, thằng này nó có X4 này sao? Nó me đầu mình anh em à. Từ, hình như nó đang chạy lại nó ăn quả thính này. Bo thu sắp xong. Quả thính mày bo, thằng này nó phải chạy anh em. Ơ. Đi đâu đây? Ấy. Cái đệt phút tâm hơi bị lố anh em à. Từ. Cái bo nó thu sắp đến rồi anh em à. À, thằng này mà có dù lượng là ngon này. Bây giờ mình cần lắm một cái dụ lượng anh em à, để có gì bay lên để mấy nóc biển quảng cáo hay là bên khu dân cư thì ngon. Ơ thằng này nó không chạy bo ta. À, kìa. Ngay đầu xe tải me gì kìa. Me gì đấy anh hai. Ơ cái đẹp. Con nào chạy xe vào này. Thế éo nào anh em à. Thế éo nào mình bật ngắm thằng ngay đầu xe tải mà tự dưng nó bắt tâm thằng xa anh em. Éo hiểu được gì tự dưng thằng xa đâu đó. Nói đã bể đầu đấy anh em à. Trời ơi, éo hiểu kiểu gì mà lại còn hết giọt nữa cơ. Thanh niên đằng sau chắc không hiểu chuyện gì xảy ra đấy. Ơ từ từ, thằng nào chạy đâu đây. Lôi ra. Làm gì đấy? Ôi trời ơi. Chết rồi anh em à, có khi nào phò hack không ta? Có bị lộ mặt hack không ta? Thanh niên thấy mình anh em, thanh niên cũng quay lại vút tâm nhưng mà mình mới vút ghê hơn anh em, 3 viên vào đầu luôn. Đỡ thế chó nào được anh em à. Thằng này nó có. Ôi giói mời. Có dù lượn. Úi. Ngon. Này có lục phóng lựu mà không có đạn phóng lựu ta. Mình giết thằng đấy trên đây mà quả thính rơi. Từ. Để xem có khi nào nó định mệnh nó ăn quả thính nó không nhặt. À đây. Đạn đây rồi anh em. Ui 7 viên lựu nó lại hợp lý. Súng bắn keo luôn. Ui. Ngon rồi anh em à. Từ, mình phải cắt bo sau lưng đã. Ê. Cái này vừa nói xong luôn anh em. Có thằng bắn cả kiện sau lưng luôn này. Từ đã. À, cái góc này mình không bắn phóng lựu được. Khó thế nhờ. Ok, cái bo nó xuống bên trường học này. Từ, mình nghĩ là mình phải lên giết thằng này trước đã. Rồi mình mới bay xuống bên dưới trường học được. Giờ không giết thằng này chúng ta sẽ không bay xuống trường học được anh em. Ê, chạy lố. Ha, à, nó đứng ngay bờ đồi nó cả khịa chứ. Bây giờ mình phải nhử nó góc nào mình phóng lựu nó cơ. Chạy xuống dưới này. À, nó cũng phải kiếm góc nó chạy vào bo anh em à. Đâu rồi, lấy cục đá trước mặt mình. Má dốc quá, dốc nghiêng cũng không bắn phóng lựu được, bắn hơi khó. Phải cam sau lưng, ê. Úi, đặt, thôi. À, đặt keo không được anh em à, tí đi toàn, may mà thằng đấy nó không bút vào đầu đấy. Nó đấy bị hở người. Ơ, à, thùng, nó bắn lục không lựu, ê. Đặt keo được. Cái đệt, à đây. Á, à, từ, chúng ta lấy góc đây kìa, à, được. Mày cồng lên, ê. Úi, ê, mất mẹ một viên lựu oan kìa. Mình bấm đổi, đột đổi giúp éo nó bấm nhả luôn anh em à. Từ, chưa đồ phát đã. Á, à, thanh niên ính hổ báo, ơ, à, từ. Bay lên trường học anh em. Ok. Há, à, cái góc này mình lấy trường học là ngon này. Nóc trường học nó mà cho bo đấy thì ui dồi ôi anh em ơi. Phò lại cứ như phải gọi là hack bo nữa. Từ, đắp xuống. Hề quá không, thằng nó bắn mình anh ơi. Bo này vẫn còn 5 người. Từ, mình chờ bo để xem bo nào đâu. Nó phang nhau bên kia quá trời kìa. Không biết trên đồi có ai không nữa chứ. Mình nghĩ khả năng bọn nó ở bên dưới hết rồi. Nhưng mà trên đồi thì nó thấy mình thì nó bắn. Ui
cái bo nó sang bên nhà gà kìa anh em ơi. À, bây giờ bo vẫn còn 5 người cơ anh em ạ. Đéo đùa được đâu, bo này vẫn còn 5 người đấy. Từ bây giờ mình cứ chờ cho bo gần thu lại đi, mình sẽ bay qua bên nóc nhà gà là hợp lý anh em ạ. Lấy cái nóc nhà, ui đúng bài luôn đấy. Nguyên cái căn nhà gà trong bo lận mà. À, sau bắt đầu chấm bo 5 nó thu nhỏ về nó nằm trên mái nhà gà thì ôi giời. Bo lại cầm lửa chạy anh em ạ. Nó lại là một hợp lý luôn. Ôi cái chết người rồi. Từ từ. Chết thủ cơ bọn nó bắn nhau. Bay qua nhà gà. Ôi trên nhà đá người. Đáp xuống. Cái đệt đáp lỗi rồi. Thôi, từ từ. Đúng không anh em? Mẹ. Ê. Mày quá anh mà. May có thằng nhà đá bắn tự đặt quả kem ngay đây này. Đó, thằng nhà đá chạy bo. Cái thủ thằng nhà đá chạy bo mình nhảy sang bên nhà gà. Đó. Hợp lý. Đặt quả kem đây. Được. Mình nghĩ là chúng ta phải lên an toàn cho nó chắc. Đỡ bị móc lé sau lưng này. Đó. Rồi bây giờ chờ bo 4 nó thu đập vào bo 5 này. Xem chấm bo cuối nó về đâu nha anh em. Ui vẫn còn 4 người ạ. À. Phái nồi thật. Éo nhiều kiểu gì anh em. Bo 4 thu sắp xong rồi. Và bo 5. Chấm bo đâu đây. Ôi. Chấm bo nó sang góc bên dưới kìa anh em. Ủa thằng nào. Thằng này đâu đâu. Đầu ra phải bo vào đây. Anh đi được. Chắc là tay bo anh em à. Vãi cả nồi chiến thuật vãi. Cuốn máu sau đầu chạy vào bo ạ. Vẫn còn 3 người. Vẫn có 3 người bo này. Chết bờ ra xem khoai không đã. Mình nhảy xuống mái. Không. Bờ rào không người rồi anh em. Mình nghĩ mình phải giết thằng bờ rào trước. Để mình nhảy xuống hố xí anh em. À, không chết cái thằng này nó sắp nổ anh em à. À nó chết rồi, chết rồi cậu. Nhảy xuống. Ê, đặt bộ kêu ra. Ê, từ. Chặn cửa sổ nha gà. Đặt bộ kêu ở đây. Ok. Quay tay, chuẩn bị quay tay này anh em. Từ. Quăng hai quả lựu ra. Cho nó ăn lựu đạn chưa. Đặt vào chạm bơm máu đã. Đúng rồi, cho hai thằng cuối phang nhau anh em à. Mình tay bo hai bình máu rồi, mình ra mình phóng lựu này. Còn thằng cuối, Ui. Nó phải gọi là cái đầu phò là điểm nhấn anh em à. Phải gọi là tính toán vãi nồi anh em. Nó là easy luôn anh em ơi. Ok thì clip của mình xin kết thúc tận đây thôi. Anh em đừng quên để lại cho mình một like, một share và một comment dưới. Và đừng quên đăng ký kênh và bật chuông lên nhé. Phò thông minh. It's delicious.